Người ta cho amon chất béo ích tác dụng tối đa với nam amon brom, thì người ta có như sau: ích khi tác dụng với brom thì hệ số đây là K trừ 3 Br2 để tạo ra sản phẩm, đó là trừ đi ba nhóm chất CO không tác dụng với brom, còn lại là liên kết đôi CC tác dụng. Như vậy đây là A, thì chuyển qua đây là A nhân cho K trừ 3, thế để cho ở đây nó bằng 5A. 5A mà chia cho A thì còn lại là 5. Tôi đây suy ra được K ở đây là bằng 8. Tiếp tục, chúng ta có là khi chất X của chúng ta đi đốt cháy thu được CO2 và nước. Thằng này vẫn là amon. CO2 là V chia cho 22,4. Còn nước của chúng ta là B. Như vậy để tìm mối liên hệ giữa A, B và V thì mình dùng công thức cháy mol CO2 trừ đi mol nước bằng K trừ 1, mà 8 trừ 1 thì còn 7. Mol hợp chất hữu cơ là A. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được V bằng 7A cộng B nhân cho 22,4. 7A cộng B hay nói khác là B cộng 7A, có đúng bây giờ mình chọn là câu A.